Thưa quý vị, để Đà Nẵng trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, theo tinh thần nghị quyết 43 của Bộ Chính trị, rất nhiều giải pháp cụ thể đã và đang được Đà Nẵng đặt ra, trong đó có giải pháp ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết, hiện nay khu công nghệ cao có diện tích hơn 1.100 ha. Đơn vị không chỉ tạo quỹ đất sạch với hạ tầng đồng bộ để thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao Đà Nẵng, mà còn đầu tư hạ tầng phục vụ cho công tác ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Và đây là trung tâm ươm tạo công nghệ cao của khu công nghệ cao Đà Nẵng. Công trình này gồm 2 tầng, tổng diện tích sàn hơn 2.000 m2 đã được đầu tư hoàn thiện. Cơ sở vật chất đầy đủ, đảm bảo cung cấp cho các dự án không gian làm việc cơ bản đầy đủ và tiện ích. Hiện tại thì tại khu công nghệ cao chúng tôi thì đã chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở hạ tầng để cho phục vụ các cái dự án startup sau khi tốt nghiệp tại khu công nghệ cao. Chúng tôi hiện nay đã có cái khối nhà xưởng là 2.400 m2 với các cái cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ cho các dự án vào. Ngoài ra chúng tôi cũng có sẵn khoảng 100 hecta đất để mà bố trí cho các cái dự án này sau khi tốt nghiệp. Thì 100 hecta này chúng tôi đã có đầy đủ đầu tư đầy đủ cái cơ sở hạ tầng sẵn sàng phục vụ khi các dự án có nhu cầu. Với tiêu chí không chạy theo số lượng, năm 2020, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp Khu Công nghệ cao Đà Nẵng đã tuyển chọn 3 dự án để ươm tạo, được các chuyên gia đánh giá cao về mặt giá trị và sáng tạo. Năm 2021, Trung tâm tiếp tục tuyển chọn được 5 dự án. Những dự án sau khi được tuyển chọn vào đây sẽ được thụ hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của thành phố, được Trung tâm hỗ trợ về không gian làm việc, phòng thí nghiệm tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng, được hỗ trợ các khóa đào tạo kỹ năng quản trị chuyên môn, hỗ trợ tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ hướng dẫn các thủ tục pháp lý về thành lập doanh nghiệp, hỗ trợ tổ chức kết nối các mạng lưới chuyên gia, hỗ trợ truyền thông, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn, quỹ tín dụng, nhà đầu tư tiềm năng. Trong năm 2020 thì hiện nay mình đã tuyển chọn 3 cái nhóm khởi nghiệp tại khu công nghệ cao. Thì hiện nay mình đã ra bước vào quá trình tăng tốc và hỗ trợ chuyên sâu cho các nhóm khởi nghiệp. Thì tuy nhiên trong năm 2021 mặc dù dịch bệnh nhưng mà trung tâm cũng đã nhận được tới 5 nhóm khởi nghiệp đăng ký vào khu công nghệ cao. Thì do tình hình dịch bệnh hiện nay đang diễn ra thì sắp tới nó sẽ mọi việc trở lại trạng thái bình thường. Thì trung tâm sẽ tuyển chọn cho trong năm 2021 để gối đầu cho năm 2022 các nhóm khởi nghiệp tại khu công nghệ cao. Một lợi thế riêng có của trung tâm ươm tạo tại khu công nghệ cao Đà Nẵng là khả năng kết nối các nguồn lực. Đây chính là chìa khóa quan trọng dẫn đến sự thành công đối với các startup. Với vai trò quản lý nhà nước, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang quản lý khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, nên rất thuận lợi để thực hiện vai trò cầu nối giữa ba nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp. Đến thời điểm tháng 10 năm 2021, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng có 373 dự án đầu tư trong nước và 130 dự án FDI đang hoạt động. Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng IT Park có tổng diện tích 341 hectare, được ví như thung lũng Silicon trong tương lai, sẽ quy tụ đội ngũ chuyên gia, nhà đầu tư tầm cỡ với các dự án công nghệ thông tin quy mô. Đây được xem là cơ sở, nền tảng rất tốt để kết nối các dự án khởi nghiệp doanh nghiệp công nghệ cao với các nhà đầu tư.